Trại dế Thanh Bình xin kính chào bà con nhé. Hôm nay bà con tiếp tục gửi hàng dế về cho trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình đi đón ở bến xe Tiền Hải đây bà con. Ở đây 4 thùng dế bà con nhé. Ở đó. Đây là trại dế Thanh Bình đi đón hàng cho bà con đây. Về bến xe Tiền Hải có tất cả các xe, cho nên bà con ở nhà yên tâm chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Trại dế Thanh Bình nói với bà con rất nhiều về việc bà con ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với trại dế Thanh Bình. Bà con ký hợp đồng nào thì trại dế Thanh Bình sẽ bao tiêu với định mức sản lượng của hợp đồng đó. Và hợp đồng nào thì trại dế Thanh Bình sẽ bao tiêu sản phẩm đúng giá trị của hợp đồng đó. Đây, bà con gửi hàng về cho trại dế Thanh Bình đây. À, hôm nay mình tiếp tục đi đón ở bến xe Tiền Hải. Bà con thấy này, bến xe Tiền Hải này có tất cả các tuyến xe ở trên tất cả các tỉnh đều gửi về, và toàn xe lớn nhé. À, đây, bà con thấy chưa, bến xe Tiền Hải này. Bà con cứ ở nhà chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Bà con chỉ cần gửi về Tiền Hải thôi là trại dế Thanh Bình sẽ có người đi đón cho bà con tận nơi. À, bà con thấy chưa, à, bến xe khách Tiền Hải này. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Đây, bà con gửi hàng về cho trại dế Thanh Bình đây. Bà con thấy chưa, 4 thùng dế to. À, bà con thấy chưa nào. Đây, cho nên là bà con ở nhà yên tâm chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Ở đây 4 thùng dế đây bà con nhé. Đây này, trại dế Thanh Bình đi đón hàng cho bà con và nhà xe đã để ở đây rồi đó. Bà con cứ ở nhà yên tâm chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Đây 4 thùng dế đây bà con này. Tôi trại dế Thanh Bình kính chúc tất cả bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công và phát triển lên nhờ con dế này. Tôi xin kính chào bà con nhé. Trại dế Thanh Bình xin kính chào bà con nhé. Hôm nay bà con tiếp tục gửi hàng những thùng hàng dế lớn về cho trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Ở đây bà con này gửi hàng dế về, bà con đóng bằng cái này đây. Đây là cái con tận dụng cái màn này, bà con thấy chưa này, đóng hàng dế về này, đó, đấy, bà con thấy chưa, đó, đây phải màn này, đó, bà con thấy phải màn nhé, đó, bà con dế của bà con, chăn nuôi rất là tuyệt vời, bà con về cho trại dế Thanh Bình, 4 thùng dế, đây, dế của bà con này, đó, rất là ok bà con nhé. Đó. Con dế chăn nuôi rất là dễ bà con, thấy chưa? Con dế rất là đẹp, đó. Bà con cứ yên tâm ở nhà chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Đây anh chị chỉ cho bà con nhé. Cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Con dế của bà con chăn nuôi rất là tuyệt vời. Nay bà con gửi thùng hàng về cho trại dế Thanh Bình. Đó, bà con nhé. Đó, dế Thanh Bình thu mua dế thương phẩm cho bà con hàng ngày toàn quốc. Bà con thấy là các tỉnh gửi về rất là nhiều, bà con các tỉnh gửi về rất là nhiều cho trại dế Thanh Bình. Đó, đây những thùng hàng gửi về, con đây này, thùng bự của con này. Đó, thùng này nữa. Đây bà con này, kéo cái này lên đây và dùng cái màn này để đóng này. À, bà con thấy chưa? Đó. Đây là anh Bình nhá, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Bà con cứ an tâm ở nhà chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Đây bốn thùng hàng bà con này. Đó. Bà con thấy chưa? Đó. Đây, mình xin kính chào bà con nhé. Bà con ở các tỉnh, bà con ký hợp đồng
với Trang Giấy Thanh Bình có hợp đồng nào thì cách thức làm việc đó là bà con ký hợp đồng nào thì bà con thứ nhất là chuyển khoản về cho Trang Giấy Thanh Bình theo gói hợp đồng đó, rồi sau khi đó Trang Giấy Thanh Bình sẽ ký vào hợp đồng và đóng cùng với lại chứng cho bà con và sản lượng của bà con và đến vì cái bao tiêu theo định mức của gói hợp đồng bà con nhé. Bà con thấy các bà con cũng biết đồng với Trang Giấy Thanh Bình để nhìn bao tiêu sản phẩm thế cho bà con. Con dế rất là đẹp bà con ạ. Tôi xin kính chào bà con nhé. Này em ơi, em xuống làm đi này, tối rồi, bây giờ là 6 giờ rồi bà con nhé. Tất cả hôm nay bà con chỉ về 4 thùng dế. Tôi xin kính chào bà con.